Dương Minh vừa diễn vừa bán súp hạnh phúc bên Á hậu giàu có tỷ phú. Dương Minh tiếng Anh, Mark E. An Minh, sinh ngày 27 tháng 2 năm 1981, trước đây gọi là Lâm Dương Minh, tên trước sân khấu Dương Minh, một diễn viên và người dẫn chương trình ở Hồng Kông, hiện là diễn viên hợp đồng của TVB, một nghệ sĩ nổi tiếng, người đã nhiều lần trọc giận chính phủ trước khi trở nên nổi tiếng. Năm 1999, Dương Minh gia nhập TVB sau khi hoàn thành khóa đào tạo nghệ sĩ thứ 13. Anh ấy đã tham gia TVB sau đó. Trong những năm đầu của series phim Sóng Gió Phim Trường, anh ấy đã đóng vai Thunder và được trao giải thưởng vào năm 2000. Ông được gửi đến Edinburgh, Anh, để tham gia cuộc thi Hoa hậu dành cho nam giới. Năm 2007, anh được TVB chỉ định tham gia khóa đào tạo nghệ thuật lần thứ 21, người đầu tiên đọc lại khóa đào tạo trong lịch sử. Đầu tiên, anh tham gia một loạt vai phụ một vài tập phim, và sau đó dần dần đóng vai trò quan trọng trong các tập phim. Trong những năm gần đây, trong các tập phim anh đã bắt đầu đóng vai trò là diễn viên hàng đầu. Năm 2011, anh một lần nữa nhận được sự chú ý với Bếp Lửa Gia Đình và được đề cử cho giải thưởng TVB thường niên năm 2011 nghệ sĩ nam tiến bộ nhiều nhất. Năm 2014, Dương Minh thủ vai nhân vật phản diện trong Đơn Luyến Song Thành, Người Kế Nghiệp và Vòng Xoáy Thiện Ác, và tất cả đều diễn xuất tốt. Trong cùng năm đó, anh tham gia bộ phim Tình Huống Mái Ấm Gia Đình 2 được đề cử nam nghệ sĩ tiến bộ nhảy vọt. Năm 2015, anh đóng vai trò là diễn viên thứ hai trong Ông Chùm Giải Nghệ và Góc Của Cự Luân 2 nhận được nhiều sự chú ý. Anh cũng được đề cử cho nhân vật nam nổi tiếng nhất trên truyền hình và nam nghệ sĩ nhảy vọt giải thưởng Star Hợp TVB và giải thưởng TVB Star Malaysia. Năm 2017, anh tham gia hai bộ phim truyền hình của TVB là Tâm Lý Truy Hùng và Bà Chùm, một lần nữa được đề cử cho nghệ sĩ nam tiến bộ trong cùng năm. Năm 2018 anh tham gia phim Bà Chùm và Sàn Đấu Huynh Đệ. Năm 2019 anh tham gia phim Biệt Đội Cơ Động, Đối Tác Hôn Nhân. Bí Mật Đảo Linh Xà do đạo diễn Hồng Kông Diệp Thiên Hành và đạo diễn Việt Nam Nguyễn Duy Võ Ngọc phối hợp thực hiện. Phim thuộc thể loại hành động, pha yếu tố trinh thám và kỳ ảo. Tại thị trường Việt Nam, Dương Minh khá quen mặt, từng tham gia phim Sàn Đấu Huynh Đệ, Cử Luân 2. Tôi đã từng biết đến Việt Nam và tôi luôn muốn có thật nhiều cơ hội để gặp gỡ và trò chuyện với các bạn. Thế nên, tôi nghĩ bộ phim này cũng là dịp tốt để chúng ta có thể kết nối với nhau. Riêng Bí Mật Đảo Linh Xà thực sự mang đến cho tôi cảm giác rất thích thú. Thứ nhất, tôi luôn yêu những bộ phim hành động, pha yếu tố trinh thám và kỳ ảo. Thứ hai là đây là bộ phim tôi được hợp tác với các bạn diễn người Việt Nam như Hà Anh hay Khả Ngân, những người diễn rất hết mình, chịu lăn xả. Tôi thực sự rất ấn tượng, Dương Minh chia sẻ. Trong đoạn trailer, đoạn quảng cáo ngắn dài hơn một phút giới thiệu nhiều cảnh hành động của Dương Minh và Dịch Dương, đặc biệt nhất là những phân đoạn xuất hiện bên cạnh Khả Ngân. Đạo diễn Diệp Thiên Hành chia sẻ, đa phần các diễn viên trong phim đều tự hoàn thành các pha hành động, chỉ những phân đoạn khó sẽ có sự hỗ trợ của cascader. Dương Minh, Dịch Dương đều là lần đầu diễn xuất trong một dự án Việt Nam nhưng luôn cầu thị và chịu khó theo sát đoàn phim, đặc biệt là Dịch Dương, từng là học trò võ thuật của ngôi sao Thành Long nên cũng đảm trách chỉ đạo võ thuật của phim, chắc chắn những pha hành động sẽ mãn nhãn khán giả khó tính nhất. Đồng đạo diễn Nguyễn Duy Võ Ngọc kể, vì thời tiết lúc quay phim không thuận lợi nên cả đoàn cũng vất vả, nhất là quay ở trong rừng rất nguy hiểm cho đoàn. Với tạo hình khá đặc biệt của các vai diễn, tôi tin là sẽ khiến khán giả bất ngờ bởi sự đan xen thực và ảo trong phim. Phim được khởi chiếu chính thức ngày 24 tháng 1 30 Tết Canh Tý.
Đối với nhiều người, bước chân vào Hào Môn cùng nhà cao cửa rộng là ước mơ không phải lúc nào cũng trở thành sự thật. Vậy nhưng, vẫn có những người dám từ bỏ gia đình với gia sản lớn để hạnh phúc bên chân ái của cuộc đời, dù rằng nửa kia chỉ là người bình thường, không giàu sang cũng chẳng bề thế. Một trong số đó là tiểu hoa đáng TVB Trang Tư Minh. Và cũng chẳng phải hẹn hò với đại gia lớn bé nào, hiện tại, Trang Tư Minh đang vô cùng hạnh phúc với bạn trai là ông chủ một tiệm súp gánh hầm tên Dương Minh. Thực tế, Dương Minh cũng là một nghệ sĩ, diễn viên. Sự nghiệp diễn xuất của anh gặp nhiều trông gai, chính vì vậy anh đã đứng ra mở một tiệm súp để kinh doanh. Vì gia thế của hai bên có nhiều chênh lệch, nên khi mới yêu, Dương Minh gặp chỉ trích đào mỏ gia đình bạn gái. Gặp nhau trên phim trường từ 2014, cặp đôi cho tới thời điểm hiện tại vẫn gắn bó và tình cảm với nhau. Về việc bị chỉ trích là phò mã đào mỏ, Dương Minh khẳng định, tôi yêu cô ấy, chứ không yêu gia thế của cô ấy. Tôi không quan tâm tới điều đó. Thời điểm Dương Minh bị ốm, chấn thương, Trang Tư Minh luôn kề cạnh bạn trai chăm sóc tận tình. Trang Tư Minh chọn hạnh phúc giản đơn bên người bạn trai kém hẳn về mặt gia thế, nhưng không vì thế cô tỏ ra cao ngạo hơn bạn trai. Cảnh phóng viên đã ghi lại được hình ảnh, trong khi Dương Minh tới tiệm súp kiểm tra tình hình kinh doanh, bạn gái đến tận nơi săn sóc, giúp đỡ cho anh bớt mệt mỏi. Hẹn hò trong 2 năm, Dương Minh và Trang Tư Minh trân trọng mối quan hệ của họ và tích cực về tương lai của họ với nhau. Nam diễn viên 37 tuổi thậm chí đang cân nhắc việc kết hôn. Thực hiện những lựa chọn lối sống nghèo nàn ở tuổi đôi mươi, sự nghiệp của Dương Minh đã bị đóng băng và trở thành diễn viên duy nhất trong lịch sử được yêu cầu học lại lớp diễn xuất TVB của mình. Biết ơn vì anh vẫn được trao cơ hội thứ hai, Dương Minh đã tận tụy với công việc và bắt đầu lấy lại cơ hội trên màn hình. Sự chân thành của Dương Minh cũng tìm cách thay đổi ấn tượng ban đầu của Lisa về anh. Từ chối Dương Minh khi anh ấy rủ cô ấy đi chơi lần đầu tiên, Lisa nghĩ anh ấy là một kẻ ăn chơi không nghiêm túc trong công việc. Khi quan điểm của cô dần thay đổi, Lisa đã quyết định rủ anh đi chơi vào năm 2016. Cả ngợi Dương Minh vì đã quan tâm và chu đáo, Lisa cho biết Dương Minh cũng tìm thấy hạnh phúc trong những điều đơn giản nhất. Cô bày tỏ, anh không thực sự giống một người đã làm trong ngành giải trí hơn 20 năm. Khi được hỏi tại sao Dương Minh lại được mọi người ở TVB yêu thích đến vậy, Lisa nói thêm, tôi nghĩ đó là vì anh ấy rất đơn giản và đối xử với mọi người bằng sự trung thực cởi mở. Nếu anh ta là người luôn làm điều sai trái và phạm sai lầm, thì anh ta sẽ không có quá nhiều người cho anh ta cơ hội hết lần này đến lần khác, không quan tâm đến tiền của bạn gái. Khi Dương Minh ban đầu hẹn hò với Lisa, nhiều người đồn rằng anh ta chỉ quan tâm đến sự giàu có của gia đình cô. Con gái của đa túc Malaysia và ông trùm kinh doanh, Trumbo, tài sản dòng của gia đình Lisa có giá khoảng 800 triệu đô la Hồng Kông. Trong nhiều năm, Dương Minh đã chứng minh rằng anh ta không quan tâm đến sự giàu có của Lisa và làm việc chăm chỉ để kiếm tiền của chính mình. Bên cạnh diễn xuất, Dương Minh bắt đầu tìm hiểu các dự án kinh doanh khác nhau để đa dạng hóa thu nhập của mình. Năm nay, Dương Minh đã mở cửa hàng tráng miệng đầu tiên của mình và thường đặt trong nhiều giờ ở đó. Tôi không có tiền để lật nhà, vì vậy trước tiên tôi đã đầu tư vào một cửa hàng tráng miệng. Từ việc tìm kiếm vị trí, thiết kế cho đến việc cải tạo, tôi thực sự thích tự mình xử lý mọi thứ, và thấy nó đi từ chỗ không có gì đến ngày nay. Tôi đặc biệt hạnh phúc vì có nhiều khách hàng, so Dương Minh nói. Hơn nữa, xua tan mọi tin đồn về việc Dương Minh theo đuổi sự giàu có của cô, Lisa tiết lộ rằng gia đình cô không bao giờ cho cô tiêu tiền khi lớn lên. Cô học cách tự kiếm tiền từ nhỏ. Bất chấp sự giàu có của gia đình, Lisa từng dành nhiều tháng ở nhà vì cô không có tiền đi chơi với bạn bè. Lisa chỉ nộp đơn xin thẻ tín dụng đầu tiên khi cô bắt đầu làm việc bán thời gian ở trường. Khi nghe điều này, Dương Minh nói thêm, đôi khi thói quen chi tiêu của cô ấy tiết kiệm hơn của tôi, cô ấy rất đạm bạc. Với sự nghiệp ổn định của Dương Minh trong những năm gần đây, anh ta đã ám chỉ rằng anh ta có ý định kết hôn với Lisa và bắt đầu một gia đình. Xin chào các bạn đang lắng nghe và xem kênh YouTube Xương Dòng Channel, hãy nhấn đăng ký và nhận thông báo để không bỏ lỡ chương trình mới nhất nhé.